mà nó đông nghiêng thôi, kiểu đông co cơ. Đi cái đấy ẩm rồi, cũng bỏ đi thôi. Không phải cháy, ẩm hết gì ạ. Rất kinh nhá. Đấy thì cô ba vứt cả đấy. Đấy không chơi được. Ta thấy ấy chị bơ chị đòi đi hình như nào chắc không đi. Thì đã ẩm như vậy. Đấy là đến nhà riêng mà nó bắt đầu mùa ấy là bắt đầu lên rồi dòng cái cây. Đấy, mỗi thằng một khuôn cứ vài dòng. Cây nhà ở dưới nhà tao thì nhiều cây rồi. Bên đồng bán hả? Ai cháy hay mày? Cháy nhưng ba bỏ lại tắt đi. Ôi rồi đây. Tắt đi. Ôi, con gì đây? Cắn chứ. Con mục kiến nó cắn đây. Đau quá trời ơi. Nhà nào muốn xây lên dưới đây nhỉ? Đâu? Bên dưới con nhà mình nhá. Nào. Con à. Cháy cháy hay mày? Nó tí là nó đến đoạn ẩm nó lại không cháy được. Để ra nhiều cái này. Cháy chưa? Nhà mình rất thương này.